70. Truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả qua cái thấy của người chứng đạo. Bây giờ tới thi ca thứ 31 là cái thấy của người chứng đạo. Truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả. Trên là nói về cái phần tự lợi, rồi là phải tu giới, tu định, tu tuệ đó. Có trí tuệ rồi là nó thành công, nghĩa là chẳng những chua sàm sỡ của đạo ngoài mà còn làm vỡ mật bọn thiên ma nhiêu nhau. Đó là về cái phần tự lực, mình có khả năng mình bồi dưỡng cái phần tự lực rồi đó. Trên là làm xong cái việc tự lợi rồi đó. Tự lợi là mình tu hành, mình có trí tuệ xua đuổi cái ba cái lăng nhăng sàm sỡ của đạo ngoài, làm vỡ mật của bọn thiên ma nhiêu nhau, là do mình có cái phần làm xong được cái phần tự lợi rồi. Tự lực đã hoàn thành thì cái tự lợi đã xong. Bây giờ tới cái này là truyền bá chánh pháp đó nè, lợi tha nè. Cái thấy của người chứng đạo truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả. Chánh pháp lôi kích pháp cổ, bố từ văn hề sái cam lộ, long tượng xúc đạp nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Vang sấm pháp giống lên hồi trống tháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi, những vô biên làm long tưởng cho trời người, hàng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Đây là cái nhiệm vụ hoằng pháp, là phải hoằng như vậy đó. Hoằng pháp là phải làm cái vai trò vậy đó. Vang sấm pháp giống lên hồi trống pháp, gọi là kích pháp lôi, cổ pháp cổ, vũ pháp vũ. Cái pháp qua thuyết pháp là cũng giống như là mình đánh trống để truyền giao cho mọi người. Ở thế gian người ta cần cái gì mà tập hợp nhiều người lại thì người ta phải đánh trống. Mà đánh trống nó có cái biểu hiệu của nó. Trống thế nào là trống tế thần, trống thế nào là trống tế đam ma, đâu mà ra đó. Đánh cho đúng kiểu, đúng cách. Thế thì cái người thuyết pháp cũng là coi như là mình giống cái trống pháp, đâu cho nó đúng bài, đúng bản, đâu cho nó hợp. Cái pháp nào phải cho nó hợp với cái thừa nào. Người ta nhân thừa thì mình phải biết căn cơ đó, nhân thừa thì mình phải giảng cái giáo lý nhân thừa cho người ta. Người ta thiên thừa thì mình phải bồi dưỡng người ta tăng tiến lên thiên thừa, người ta được hưởng cái quả an lành của thiên thừa. Căn cơ của người ta thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa thì mình phải giảng đại thừa, trung thừa cho người ta, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, phải cho đúng. Giống như là cái trống mà tế thần vậy, hồi nào thì mới giống cái kiểu sao, gọi là vang trống pháp. Vang cái sấm pháp giống lên hồi trống pháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi. Thuyết pháp á là phải đem lại sự lễ thật sự. Nếu mà mình thuyết pháp mà không có đem lại cái lễ thật sự thì coi như là cái pháp đó không phải là chánh pháp rồi. Giống như thầy thuốc, mình đem bán thuốc thì cái thuốc đó người ta mua, người ta uống là phải có kết quả, phải có đem lại cái sự bình phục, cái bình của người ta, phải lành bệnh cho người ta thì thuốc đó mới gọi là thuốc thiệt. Cho nên là ở đây là cũng như là xương ngọt á, xương ngọt cũng như là người ta gọi là gì, cam lồ đó, tức là xương ngọt là cái thứ mà ăn uống vào nó bổ, nó khỏe cho người ta. Còn cái pháp mà nói mình để mà có chỉ có đức tin thôi, chỉ vang sinh lại lục mà thực chất không có đem lại cái sự giác ngộ, sự giải thoát cho thân cho tâm thì cái pháp đó không chánh pháp rồi. Để gì, cho nên là búa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi, những vô biên làm long tưởng cho trời người. Cái pháp đó là phải là thấm nhuần, đem lại sự thấm nhuần, sự mát mẻ cho người nhân thừa, cho người thiên thừa. Long tượng ở đây có chữ long tượng là ở trong đạo Phật đó, có chia ra có nói nhiều thứ tượng. Giả tượng là cái thứ tượng đó, ở ngoài rừng đó. Bây giờ người ta bảo vệ tượng, người ta không cho săn bắn nữa, đó là giả tượng, tượng rừng, tượng quan. Mà cái sức mạnh của một cái con mà hương tượng,
hương tượng thì nó bằng 10 cái sức mạnh của con giả tượng. Thế thì giả tượng rồi tới hương tượng, à, rồi tới bạch tượng chứ. Sức mạnh của bạch tượng nó bằng 10 cái con giả tượng. Rồi cái sức mạnh của 10 cái con bạch tượng thì nó bằng một cái con hương tượng. Rồi sức mạnh của 10 con hương tượng nó mới bằng một con long tượng. Thế là đây trong đạo Phật nó có dùng chữ long tượng. Chữ long tượng là chỉ cho cái người mà quyên thâm chánh pháp. Mà cái khi mà cái pháp của cái người này á, của những vị pháp sư này mà nói ra đó, thì nó vô cùng hiệu nghiệm, và cái sức mạnh công phá tà giáo ngoại đạo của thiên ma nhiêu nháo đều là nó phải quy hàng, nó phải bái phục, nó phải sợ sệt, là vỡ mật bận thiên ma nhiêu nháo hết. Mà cho nên là trong đạo Phật có cái chữ long tượng để nói là cái sức mạnh của con tượng này nó gấp mấy chục lần của cái con giả tượng bình thường. Mà cái pháp đại thừa là nói cho những người đại thừa, pháp đại thừa phải người đại thừa mới nghe nổi. Cho nên cái người mà nghe nổi pháp đại thừa đó thì là người ta nói rằng là cái có cái con long tượng đó, mà nó dẫm đạp mà chịu đựng nổi thì mới biết là cái sức chịu đựng, có cái sức trở nặng như long tượng thì mới biết là sức mạnh của trở nhiều, mới biết sức mạnh của long tượng. Nghe chánh pháp đại thừa mà tiếp thu nổi mới biết đó là cái sức mạnh của cái người mà có chủng tánh đại thừa. Cho nên cái người mà thuyết pháp mà đây ta ví như long tượng, sau này có những cái bài thuyết pháp ta ví vấn đề thuyết pháp đó, là sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất xuất quy. Hương tượng bôn ba thất khước quy, tảo tầng lạc khước thiên ma đảm. Tiếng chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp còn nói chi nay và chó chóc. Cái công dụng của chánh pháp ghê gớm như vậy. Cho nên đọc cái này rồi mới thấy quyền giác thiền sư nghĩa là những cái bài của ông phải nói là tuyệt vời. Để nói lên rằng cái chánh pháp là như tiếng gầm của sư tử vậy. Mà tiếng gầm của sư tử thì bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Nói chi mà sờn sở của đạo ngoài. Còn thiên ma mà làm sao mà không vỡ mật. Bọn thiên ma nhớ nháo làm sao mà không vỡ mật được. Tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp. Hương tượng là cái thứ nói này giờ này. Còn nói chi nay và chó chóc. Những giáo biên làm long tượng cho trời người, hàng ngũ tấn tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Tam thừa là thanh văn thừa, viên giác thừa và đại thừa, tức là Bồ Tát thừa, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Còn ngũ tấn á, ngũ tấn này cũng gọi là ngũ chủng tấn, là phàm phu chủng tấn, rồi bất định chúng tánh, rồi ngoại đạo chúng tánh, rồi gì đó đó là thanh văn chúng tánh, rồi đại thừa chúng tánh. À cho nên là chúng ta về đây này, chúng ta trong này đây này nó đủ chúng tánh đó đúng không ạ? Trong này đủ chúng tánh hết á. Có những vị mà hồi nào giờ chưa có nghe Phật gì hết, tình cờ cũng có thể gặp ghé đây lần nghe thử thì cũng có nghe, nhưng mà chưa tiếp thu gì được hết, cũng chưa đặt vấn đề là phải tu hành sao, mà nên tu hay là không gì hết. Thế thì là nếu mà trường hợp có như vậy thì đó là cái cách liệu như vậy, trong tâm hồn như vậy thì gọi là phàm phu chúng tánh. Còn chúng tánh thứ hai là chúng tánh là bất định, là nghe giảng kinh cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa về sẽ nghe cũng nghe cũng được. Rồi mai mốt cái nghe là cái giáo lý tiểu thừa hay là dưới tiểu thừa nữa, nghe sao cũng thấy hay. Rồi mai mốt gặp cô đồng cổ cống nào nó nói tu cái này là tốt lắm, mình biết những việc này kia nọ tốt xấu trong nhà cửa này kia, nghe cũng theo được. Rồi vài bữa để đi chùa cũng lại Phật Bồ Tát cũng niệm cũng rất là dữ.
Thế thì cái người như thế thì gọi là bất định tĩnh tâm, không có lập trường. Như thế là không nên đâu, không có thành công, tôi không có thành công. Để ý cái đó, nếu mà mình còn non lắm mà mình muốn vào cái đó thì mình nên phát Bồ Đề Tâm, hướng về với Đại Thừa Chủng Tánh thì tốt. Tất nhiên là ban đầu cũng có người vậy, nhưng mà khi mà người ta tiếp thu vô được rồi là người ta tiến lên cái thứ là Thanh Văn Chủng Tánh, là Đại Thừa Chủng Tánh, chứ không phải là như vậy rồi nó ở đó hoài. Trên cái giáo lý của Đạo Phật là người ta có quyền thay cái nhân là đổi cái quả, tùy theo sự phát tâm, sự nỗ lực của mình đều có thể thay được. Tuy nhiên là bình thường mà nói thì nó có năm cái thứ chủng tánh như vậy. Cái thứ ba là Thanh Văn Chủng Tánh, là cái người mà tu hành muốn đoạn trừ được một cái số kiến tư hoặc, để được nhẹ nhàng, để được hết bớt đi, nhẹ đi cái đau khổ của trần gian, rồi ở đó thôi chứ không có muốn đi lên nữa nổi. Thế thì ta gọi đó là Thanh Văn Chủng Tánh, tức là của người tiểu thừa. Giống như cái xe của người ta nhắm rằng xe của ta không đi Hà Nội nổi, thế thì người ta chạy tới Nha Trang, người ta chơi cho đó ít bữa rồi ta về, chứ đi nữa ta sợ nó hư, hoặc ta lái không nổi nữa, thế thì coi như là tiểu thừa. Thì cũng được đi tới Nha Trang hoặc là đi tới Huế rồi ta về, chứ không đi Hà Nội thì gọi là tiểu thừa. Thì xa hơn chút nữa thì gọi là trung thừa, tức là cái giáo lý của dạy cho hàng duyên giác, hàng độc giác, có thể nghe và tu được hết. Giờ còn Đại Thừa Bồ Tát là cái giáo lý mình học đây nè, giáo lý này là giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa đây nè, gọi là Đại Thừa Chúng Tánh. Nghe cái này mà nghe nó mát mẻ, mà mình nhận thức được cái hay của nó là mình phù hợp với cái chúng tánh của mình rồi. Còn như mà mình chưa có cái chúng tánh Đại Thừa, nó chưa có nảy nở mạnh á, nghe cái này là hơi khó, khó lắm, phải suy nghĩ kỹ, rồi phải nhiều năm bồi dưỡng mãi 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 thì nó mới có thể phát triển tốt. Còn như mà người mà thật Đại Thừa Chúng Tánh mà nó sẵn rồi đó, nghe cái này người ta mới vô đạo Phật. Còn không được nghe giáo lý này mà nói tới chuyện là phải lại lục giang sinh cầu nguyện lễ bái rồi này kia đó, họ không vô chùa đâu. Có những người kỳ vậy đó, có những người công kích đạo Phật ghê gớm. Vợ con đi chùa là rầy, dữ lắm, không cho đi. Là vì kinh mà nó thuộc về, nói về của đáp ứng cho cái nhân thừa với cô thiên thừa đó, họ không chịu. Cái khẩu vị của họ không ăn được cái đó. Ta uống rượu mạnh người ta không uống bia. Bia nó nhẹ 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 uống không có đã gì, mất công no cái bụng. Đây uống rượu mạnh nè, Hennessy, Bồ Lê Ông, uống là gọi là uống sắc, là để nguyên vậy chứ không có pha với soda gì cả. Thế thì chúng tánh Đại Thừa là nghe cái này là bằng lòng theo đạo Phật. Mà khác cái kiểu mà Đại Thừa giáo lý này là không nghe, không tin. Cho nên tôi mấy vị mà nó ngang đầu cứng cổ mà kinh khi trời Phật đó, tôi khoái mấy ông đó lắm, khoái mấy vị đó. Không hề nghe như vậy mà tôi buồn phiền đâu, không. Tôi rất muốn gặp những cái ông mà đã từng coi trời Phật không bằng hột tiêu, phải không? Ngang tàn và phỉ báng cũng được. Rất muốn gặp những người vậy. Những người đó mà trúng vô bấm quyệt trúng họ rồi á, là bất dây liền, là mạnh của cụi liền á. Thứ không uống rượu nhẹ mà, còn cái thứ rượu gì cũng uống được hết trơn. Anh coi anh pha nước lạnh vô cũng uống, bia bóc cũng uống, bia băm ba cũng uống, Heineken cũng uống, uống cái nào giống như cái đấy à. Như vậy là chưa sành uống rượu đâu. Thế thì là nó về tánh, nó có ngũ tánh. Vang cấm pháp giống lên hồi trống pháp, bủa mây từ mưa sương ngọt nơi nơi. Chánh pháp giống như là mưa sương ngọt. Người ta nghe, ta tiếp thu, ta dùng, ta làm suốt là bổ nghi. Phải vậy mới gọi là chánh pháp. Nhuận vô biên nó làm long tưởng cho trời người, hàng ngũ tánh tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ mới là pháp thiệt. Tôi giới, tôi định, tôi huệ để hoàn thành tự giác. Còn chánh pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, sái cam lộ. Chánh pháp lôi tức là vang sống pháp đó. Kích pháp cổ là giống lên hồi trống pháp. Bố từ dân là bủa mây từ. Sái cam lộ là mưa sương ngọt nơi nơi. Đó là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc cho chúng sanh đó. Đó là tha giác đó. Đủ hai cái hạnh tự giác. Tự giác là mình phải giác ngộ trước. Mình phải nhận thức chân lý trước. Mình phải tu tập trước. Đủ hai cái hạnh tự giác, tha giác,
gọi đó là giác hạnh viên mãn, là thành bậc vô thượng chánh đẳng, chánh giác là thành Phật. Đó là cái điểm cao tột cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo. Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví cái hạng người đó là long tượng. Long tượng là sức mạnh hơn là hương tượng. Long tượng nó mạnh bằng 10 hương tượng. Hương tượng nó mạnh bằng 10 là bạch tượng. Bạch tượng nó mạnh bằng 10 con giả tượng. Là một tu sĩ, trưởng tử Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng đáng là một chức tử, tác như là sứ, hành như là sự. Đóng cái vai trò long tượng, khai rừng sẽ lối cho chúng sanh. Long tượng mà nếu mà đi kéo be, cây be thì rừng thì đã lắm. Mình Ấn Độ là giả tượng ở đây đó, mà cây nó là cây ôm về, mình kéo cột là tỏi cổ rồi kéo đi trong rừng, nghĩa là ngã liệt cây khác hết. Sức dòi mạnh khiếp á. Cây bằng cùm tay bắp chuối rồi vậy nó ngã liệt hết, kéo cây đi ào ào. Đó là giả tượng thôi đó. Mà còn long tượng này thôi là kéo đã nữa. Thì nó có vai trò long tượng, nó khai rừng sẽ lối cho chúng sanh để vượt qua cái rừng vô minh tối tăm nguy hiểm,